Chào mừng quý vị đến chương trình bình luận thời sự tối thứ ba, ngày 25 tháng 5 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự tối hôm nay, chúng tôi sẽ đến một chủ đề đặc biệt và tin tưởng rằng có rất nhiều người quan tâm. Đó là lý do tại sao các tỷ phú đô la ở Việt Nam hiện nay với những cái quyền lực ngút trời như vậy chỉ là những cái nhóm đại gia đông ồn về Việt Nam. Đó là lý do tại sao dư luận xã hội trong thời gian vừa qua mỗi khi người ta nhắc đến cái tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thì người ta đều bày tỏ những cái sự kinh ngạc tại sao Phạm Nhật Vượng từ một cái tỷ phú ở Đông Âu về Việt Nam đã trở thành một tỷ phú đô la. Như quý vị đã biết, trong vài chục năm gần đây đã có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân nổi lên rất mạnh mẽ ở Việt Nam, và nhiều trong số đó là thành quả của một số lượng không nhỏ các cái doanh nghiệp Việt Nam thành công từ các nước Đông Âu cộng sản cũ về nước. Và một cái điều đặc biệt đó là nổi bật nhất hiện nay, những người từng học tập khởi nghiệp và làm ăn ở Đông Âu trước kia đã trở thành những cái tỷ phú, và người ta có một cái cơ ngơi kinh doanh đồ sộ ở Việt Nam hiện nay. Trong khi đó, có một số người đặt ra một cái câu hỏi: miền Nam vốn là một cái đất kinh tế, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, kinh tế Việt Nam phát triển hơn hẳn miền Bắc. Vậy tại sao kể từ đổi mới, tức là năm 1986, sau khi chính quyền Cộng sản Hà Nội thay đổi cái nền kinh tế, kế hoạch của Ngắt tập trung theo chủ nghĩa cộng sản và chuyển sang một cái nền kinh tế thị trường, thì những cái doanh nghiệp nổi lên không phải là các cái doanh nghiệp của người miền Nam? Thưa quý vị, chúng tôi cũng phải xin nhắc lại, đó là trước đây ở miền Nam cũng có các cái doanh nghiệp với những cái tham vọng muốn làm giàu, nhưng một cái kết quả đáng buồn cho họ đó là các cái doanh nghiệp của Tăng Đình Phụng hay Phước Tam Minh Cô thì đã nhận được những cái kết quả mà không phải là một cái sự thành công trong kinh doanh, mà là những cái bản án tù, thậm chí Tăng Đình Phụng còn nhận cái bản án tử hình. Rồi sau này có một số nhân vật như Bồn Đức, Tâm Tân Tạo, Trần Bê v.v. Nhưng mà thưa quý vị, cũng không thể bất hẳn để trở thành những tỷ phú đô la giàu có một cách bền vững như những cái đại gia từ Đông Âu trở về Việt Nam. Thưa quý vị, tuy nhiên cũng phải nhắc tới hai cái nhân vật người Việt Nam đến nay vẫn nổi tiếng là giàu có, đó là ông Trần Mạnh Hùng và ông Huỳnh Phú Dũng, tức Dũng Bỏ Vôi. Theo chúng tôi có nhiều lý do. Thứ nhất, nền kinh tế ở Việt Nam đó là một nền kinh tế thị trường định hướng theo chủ nghĩa, mà chủ yếu là các cái đại gia dựa vào các cái quan chức nhà nước, và người ta giàu lên nhờ cái sự mở cửa, tức là tạo điều kiện của các quan chức đối với một số doanh nghiệp mà người ta tin tưởng hơn đối với lại các cái doanh nhân người miền Bắc. Và đặc biệt, những cái người đi du học làm việc ở Đông Âu về thì là những cái người đi lên từ những cái gia đình cách mạng có một sự tin tưởng, và đặc biệt người ta đi lên hoàn toàn từ tay trắng. Và thưa quý vị, theo cá nhân chúng tôi cho rằng trong kinh doanh, một trong những yếu tố muốn làm giàu thì phải có vốn. Nhưng mà các cái đại gia Đông Âu, người ta làm giàu một cách bất đắc dĩ. Người ta là những người làm giàu trên cơ sở tay không bắt giặc, do họ liều. Mà như người Việt Nam thường nói, có chí thì làm quan, mà có gan thì làm giàu. Và cái điều này hoàn toàn đúng đối với các cái tỷ phú từ Đông Âu về Việt Nam. Trong thời gian du học ở Đông Âu cũng như làm ăn, người ta dám làm những cái việc, thậm chí chỉ nói thì quý vị cũng đã phải sợ và ngạc nhiên. Vậy mà người ta nghĩ ra và người ta làm được. Thưa quý vị, sở dĩ hôm nay nói một cái chủ đề liên quan tới các cái đại gia từ Đông Âu trở về và trở thành các cái tỷ phú đô la. Bởi vì thưa quý vị, trong những ngày gần đây chúng tôi có nói về một cái bài nói liên quan tới cái việc ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc đang có những cái chỉ dấu cho thấy bóp nghẹt dần các cái tỷ phú ở Trung Quốc. Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói chung hay ông Tập Cận Bình nói riêng có một cái suy nghĩ, đó là không muốn cho các cái tỷ phú, có nghĩa là các cái doanh nghiệp tư nhân, có thể trở nên giàu có một cách mà nhà nước không kiểm soát được. Và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và ở Việt Nam, thưa quý vị,
chúng ta lâu nay vẫn biết Việt Nam là một cái bản sao tồi từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc làm điều gì chỉ ít lâu sau thì Việt Nam người ta sẽ gặp hồn va tiến hành đúng như vậy. Ví dụ như chiến dịch chống tham nhũng hay ở Việt Nam gọi là chiến dịch đốt lò, mà thực chất nó là một cái bản sao của một cái kế hoạch đào hố diệt ruồi của Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo những cái con số thống kê cho thấy, mà nếu quý vị nghe thì quý vị có thể giật mình, đó là truyền thông Trung Quốc đưa tin cho biết ông Tập Cận Bình từ khi nắm quyền lực ở Trung Quốc từ năm 2012 tới nay, tức là chưa đầy 10 năm, thì ở Trung Quốc đã có 72 tỷ phú đã chết một cách bất thường hoặc bị tống vào tù. Điều đó cho thấy trung bình cứ 40 ngày ở Trung Quốc thì có một tỷ phú ở đại lục có vấn đề. Theo đó, trong số hơn 70 tỷ phú ở Trung Quốc thì có 15 người bị sát hại, 17 người thì tự tử, 7 người chết vì tai nạn giao thông, 19 người chết vì bệnh tật, còn lại 14 người thì bị kết án tử hình. Đó là lý do ở Trung Quốc người ta thường thì thầm nhau rằng Tập Cận Bình là một cái nhân vật lãnh đạo có số sát tỷ phú. Thưa quý vị, trong cái bài nói chuyện hôm nay, với cái nội dung như chúng tôi đã giới thiệu với quý vị, đó là tại sao nhóm các đại gia Đông Âu về Việt Nam trở nên giàu có và trở thành các tỷ phú đô la và đầy quyền lực, họ đã làm giàu lên bằng cách nào? Thưa quý vị, trong bài nói chuyện hôm nay chúng tôi sử dụng một số tài liệu trong cái cuốn sách Đông Âu Anh Hùng Truyện của tác giả Nam Nguyên. Theo đó, tác giả Nam Nguyên đã cho chúng ta biết hai cái vấn đề cơ bản, đó là một, đã từng hàng chục năm vừa qua, đặc biệt kể từ cái giai đoạn 1980 đến 2000, tức là trong vòng 20 năm, đa số những người Việt Nam làm việc ở Đông Âu, họ sang Đông Âu dưới danh nghĩa học hành, nhưng người ta làm việc là chính, kiếm tiền là chính, với mục tiêu của họ buộc phải cứu nước cũng như cứu nhà. Có nghĩa là những du học sinh Việt Nam thời đó, họ đã kiếm tiền bằng mọi giá, bằng mọi cách để gửi về nhà, bất chấp những nguy hiểm gian nan, với mục tiêu duy nhất là phải có tiền để giúp đỡ gia đình. Trong những cái năm tháng được đánh giá là cùng quẫn nhất của chế độ cộng sản, đặc biệt trong cái giai đoạn phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Trong khi đó, thưa quý vị biết, những đầu thập niên năm 1980 là một cái thời gian đói rách nhất của Việt Nam. Nhà nhà đang chạy ăn từng bữa trong một cái giai đoạn, đó là lý do vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải tiến hành một công cuộc đổi mới về kinh tế. Thưa quý vị, lúc đó ở Việt Nam cũng vậy. Những người ở cái thế hệ chúng tôi đều biết có cái khẩu hiệu toàn dân làm công tác thương nghiệp, tức là ai có cái gì thì cũng phải lao ra để buôn bán với một cái hy vọng cầm cự để khỏi chết. Thưa quý vị, trong số đó, hàng chục vạn người Việt Nam lúc đó du học ở các nước Đông Âu, đặc biệt là Liên Xô, họ đã hình thành với một cái số lượng khoảng từ 10 tới 20 các cái doanh nhân được đánh giá là hết sức xuất sắc. Và cho tới năm 2000, khi họ đã kết được họ đã thu và tích lũy được một nguồn vốn cơ bản có thể là tính bằng triệu đô la Mỹ, thì họ bắt đầu quay về Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam tiến hành mở cửa thị trường chứng khoán, và chính những cái đại gia Đông Âu, không phải vì họ bắt tay nhau mà vì họ cạnh tranh lẫn nhau, mà đã mang lại một cái thành tựu cho nền kinh tế Việt Nam. Như quý vị đã thấy, có một cái khuôn mặt hoàn toàn mới. Thậm chí cho đến nay, các chuyên gia kinh tế đánh giá các cái đại gia Đông Âu, người ta sẽ tiếp tục định hình nền kinh tế Việt Nam trong thời gian 5 hay 10 năm tiếp theo. Thưa quý vị, kể tới các cái doanh nhân nổi tiếng từ Đông Âu trở về, trong đó có Nga và Ukraine, không ít người đã mang cả cơ nghiệp về Việt Nam, như tỷ phú Phạm Nhật Vượng hay vợ chồng bà Nguyễn Thị Phương Thảo Việt Dép, cũng như cặp đôi ông Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh. Như quý vị đã biết, dẫn đầu trong danh sách tỷ phú Việt Nam hiện nay vẫn là Phạm Nhật Vượng, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup với một cái khối tài sản ước chừng 8 tỷ đô la. Ông Phạm Nhật Vượng đã lọt vào danh sách 200 người giàu nhất hành tinh. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một nữ tỷ phú duy nhất ở Đông Nam Á với cái tài sản có ước chừng 3-4 tỷ đô la. Bên cạnh đó, hẳn quý vị
cũng biết có những cái tên đó là Lê Viết Lam của Sun Group, Đặng Khắc Vĩ của VIB, Trịnh Thành Huy của Bất Động Sản Bình Thiên Nam, Nguyễn Cảnh Sơn, Eurovindow Holding. Thưa quý vị, được biết cái làn sóng doanh nhân thành đạt ở khu vực Đông Âu, người ta trở về nước vào những cái năm 2000 đã mang lại cho nền kinh tế Việt Nam rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng, có những quy mô lớn và những sản phẩm mang tầm vóc quốc tế. Thưa quý vị, một đại gia trở về từ Đông Âu rất giàu nhưng không nằm trong một cái danh sách xếp hạng, đó là ông Nguyễn Cảnh Sơn, một cái nhà kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tài chính cũng như vật liệu xây dựng, hay như Lê Viết Lam, Sun Group cũng là một thời hoạt động nổi bật ở thị trường Đông Âu tại Ukraine cùng với Phạm Nhật Vượng. Đó là hai người hùn vốn để xây dựng một cái thương hiệu mì ăn liền Mivina. Đó là lý do vì sao có khoảng từ 10 tới 20 doanh nhân người ta kinh doanh thành công ở các nước Đông Âu cũng như Liên Xô cũ quay về Việt Nam. Và một cái điều bất ngờ đó là họ đã giành được những cái thành công lớn ở quê nhà. Nếu quý vị nhìn trên mặt bằng kinh doanh, tên tuổi của các doanh nhân từ Đông Âu trở về, thì nhóm Đông Âu đang đứng đầu giới đại gia Việt Nam và trở thành các cái thành viên trong nhóm đại gia quyền lực nhất. Thưa quý vị, cũng có một cái hành trình về nước để kinh doanh và nhanh chóng thành công, giàu có và trở nên nổi tiếng như Phạm Nhật Vượng, thì có thể kể đến những cái doanh nhân học tập khởi nghiệp từ Đông Âu, hiện là ông chủ các cái tập đoàn lớn như chúng tôi vừa kể. Và đa số họ đều đầu tư vào cái lĩnh vực tài chính, bất động sản, xây dựng. Và đã có nhiều người được những cái thành công đáng kể. Và tất cả họ đang được xem là những cái tay to thực sự trên các lĩnh vực mà họ góp mặt. Và đó là lý do vì sao các chuyên gia kinh tế đã đánh giá thấy rằng dường như họ đã mang những kinh nghiệm phát triển trong cái thời kỳ Đông Âu, những cái nguồn vốn tích lũy về Việt Nam. Và điều đó nó có vẻ tạo ra rất nhiều thuận lợi trong một cái môi trường kinh doanh trong nước cũng như một cái giai đoạn chuyển đổi. Thưa quý vị, theo tác giả Nam Nguyên, cùng nhìn lại hành trình về những cái chặng đường kinh doanh của các cái thành viên nhóm Đông Âu, để quý vị có thể thấy quyết định của họ chuyển về nước kinh doanh là một bước ngoặt thành công. Theo tác giả Nam Nguyên, tôi muốn các bạn chú ý đến một thế hệ vàng của các du học sinh Việt Nam tại Liên Xô. Họ sàn sàn cùng một lứa, nó cũng ở cái lứa tuổi như chúng tôi, thậm chí rất nhiều người học cùng trường, cùng ngành. Đa số họ là những người biết nhau. Họ có một nét chung đó là họ trẻ, có học thức và họ có những cái và họ sở hữu những cái khoản tiền treo đô la đầu tiên từ khi còn rất trẻ. Đó là lý do tác giả Nam Nguyên đã gọi họ là những cái Nga kiểu mới. Đó là các nhân vật Đặng Khắc Vĩ sinh năm 1968, Ngô Chí Dũng sinh năm 1968, Trần Anh Tuấn sinh năm 1969. Ba cái tên vừa kể, thưa quý vị, họ cùng học trường địa chất Moscow với Phạm Nhật Vượng, một người sinh năm 1968, cùng với một số tuổi trẻ cải tạo tài cao khác như Thắng Ổn sinh năm 1968, Nguyễn Đức Chi 1968, Nguyễn Cảnh Sơn 1967, vợ chồng Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970, chồng là Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1968. Bên cạnh đó còn có cái tên như Hồ Hùng Anh Hồ Hùng Anh sinh năm 1970, Trịnh Thành Huy sinh năm 1970. Và thưa quý vị, danh sách này còn có thể kéo dài thêm khá nhiều. Và như quý vị thấy, Phạm Nhật Vượng, Lê Viết Lam là những người sinh năm 68-69, và những cái tên vừa kể ở cái thời điểm 1990-1995, họ chưa phải là những người Việt giàu ở Nga hay Đông Âu, mà những cái câu chuyện chúng tôi kể dưới đây sẽ nói về những cái Nga kiểu mới và cái cuộc ganh đua giữa họ với nhau. Thưa quý vị, tác giả Nam Nguyên đã sử dụng một cái cụm từ Nga kiểu mới để chỉ các cái doanh nhân Đông Âu thành đạt. Họ là những cái người giàu có, biết hưởng thụ, họ biết tạo dựng uy tín của bản thân, đặc biệt họ hòa đồng với xã hội kinh doanh tại Nga và các nước Đông Âu, và cũng đang thay đổi từng ngày trải qua tuổi niên thiếu vào những cái năm hết sức đói khổ. Gia đình họ thời thơ ấu cũng thiếu thốn trong một cái thời bao cấp, mà theo tác giả, những cái nhân vật Dũng, Tuấn, Thảo họ cũng khổ lắm, chưa nói đến những cái người
xuất phát từ cái vùng quê nghèo Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Và cơ bản những cái số này là những con em gia đình thành phần cơ bản. Họ vào trường kỹ thuật quân sự theo gót của cha anh. Chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy hầu hết các cái đại gia đồng ngọc họ là những người học rất giỏi từ những cái năm tháng đói khổ, thơ ấu. Và tất nhiên ngoài trí tuệ khá sang láng thì họ còn có một cái ý chí tuyệt vời, một cái ý chí làm giàu bằng mọi giá, và người ta đã vượt qua mọi trở ngại và dẫn đến thành công. Thưa quý vị, theo tác giả Nam Nguyên, với một lý do tác giả Nam Nguyên là một người miền Bắc ít hiểu biết những cái vấn đề kinh doanh của doanh nhân miền Nam, cho nên tác giả Nam Nguyên cũng nói xin chỉ dừng lại ở cái mức độ nói và phân tích các cái thành công của các cái đại gia Đông Âu. Theo đó, đa số đại gia Đông Âu họ đều quen nhau, nhiều người là bạn bè của nhau, nhưng trong kinh doanh họ sẵn sàng cạnh tranh một cách vô tư và sòng phẳng. Trong số đó, theo tác giả Nam Nguyên, có một cái danh sách 9 người theo một thứ tự tầm ảnh hưởng giảm dần do tác giả chọn lựa. Nhân vật đầu tiên theo tác giả Nam Nguyên kể đến đó là nhân vật có tên là Vinh Đen, sinh năm 1956. Vinh Đen có tên là Hoàng Quang Vinh, tức Vinh Đen, Vinh Xoành hay Vinh Cô Tất. Vinh Đen là thiên tài kinh doanh bẩm sinh và là nhà khởi xướng cũng như linh hồn của mọi cuộc chơi. Những người biết Vinh Đen cho biết chính Vinh Đen là người tập hợp được hàng loạt các gương mặt sáng giá của người Việt ở Liên Xô cũng như Đông Âu để lập ra Cô Tích. Đó là một tập đoàn tư nhân đầu tiên ở Việt Nam sau đổi mới năm 1986, hoạt động trên diện rộng trong cũng như ngoài nước, mà mũi nhọn chính là hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mới và xuất nhập khẩu. Nói tới các thành viên của Cô Tích, cho đến nay họ vẫn giữ được những cái phong độ và tất cả ai cũng giàu và thành đạt. Họ thành công trong các lĩnh vực từ làm xi măng, bán thiết bị, làm bia, đặc biệt là đầu tư tài chính. Và có thể kể đến những cái nhân vật thành công từ nhóm Cô Tích này, đó là Ma San, sau này chỉ là một mẫu hình thu nhỏ hơn và thành công hơn Cô Tích. Bởi vì Quang Ma San cũng là thành viên của Cô Tích những ngày đầu, Quang cũng học được rất nhiều từ bác Vinh Đen. Rồi kể cả ở phía Nam có Trần Mộng Hùng, Kiên Bạc, tức Bộ Kiên, là những người đi đầu trong việc thành lập ngân hàng tư nhân ở Việt Nam. Và đó là lý do Vinh Đen hay nói đùa rằng thế hệ đó là những thế hệ ra đời những năm đầu cách mạng. Thưa quý vị, theo tác giả, Vinh Đen được coi là một cái thiên tài kinh doanh. Theo mô tả của tác giả, Vinh Đen đen lắm, hơi béo, thấp, tóc xoăn, đeo kính và có dáng dấp nhà thơ hơn là một pano, tức là một cái từ chỉ banker trong thời gian đó, lúc mà người ta xem phim Một Mình Chống Lại Mafia. Và Vinh Đen có một cái biệt tài diễn thuyết, đó là mỗi khi Vinh Đen cất tiếng nói thì ngay lập tức người ta phải hiểu rằng Vinh Đen là một thiên tài. Bởi vì bất kỳ đề tài gì trong kinh doanh, theo tác giả nó được nêu ra, thì Vinh Đen có thể nói vành vách người trong cuộc, trong ngành lâu năm. Thậm chí Vinh Đen có thể vạch ngay ra một cái hướng tiến hành và mục tiêu cần đạt được. Theo đó, Vinh Đen là một người nói nhanh, chẳng hiểu các cái suy nghĩ trong đầu của Vinh Đen nó có nhanh hơn thế nữa không. Nhưng theo tác giả, ý tưởng của Vinh Đen luôn trào ra không dứt. Những cái điều mà Vinh Đen nói ra đều là những cái điều hay và đúng. Theo đó, trong các cuộc họp, chủ yếu Vinh Đen nói thì mọi người chỉ có nghe thư ký có nhiệm vụ ghi chép lại các ý tưởng của Vinh Đen, chứ không kịp là quên, bởi vì ý tưởng của Vinh Đen quá nhiều. Tuy nhiên, Vinh Đen là một cái người không giấu nghề, kể cả các đối thủ kinh doanh của Vinh Đen cũng có thể nghe và hấp thu những ý tưởng hay mà Vinh Đen chia sẻ vô tư để mà áp dụng và đã thành công. Và nhiều người hoàn toàn không liên quan đến kinh doanh cũng muốn được tiếp xúc gặp Vinh Đen để nghe anh nói chuyện. Được biết thời đó Vinh Đen đi đâu cũng có 2-3 nữ thư ký tháp tùng. Những cái thư ký của Vinh Đen lúc đó mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng như Vinh Đen đều có một cái biệt tài, đó là uống rượu như thủ luồng. Đó là lý do Vinh Đen thường khoe với mọi người cả nước, tức là ở Việt Nam có 9 nữ thư ký thì ai cũng vậy, càng uống càng xuất thần. Và một cái điều kiện làm thư ký cho Vinh Đen là phải uống được rượu.
Ngoài ra Vinh Đèn cũng thích giao lưu với các thầy bói, phóng viên. Đó là lý do tại sao Vinh Đèn ở chỗ nào là chỗ đó rất sung tụ. Và một loạt câu nói quen quen bây giờ mà chúng ta hay nghe, chẳng biết là của ai, kiểu như để cho đứa khác làm đường, mình cứ xây cái cầu qua sông rồi thu phí thì nó lại còn sướng hơn. Hay thằng lắm tiền, hắn ra hẳn chỗ đồng không nương quạnh xây lên dãy phố thì người ta lại lao vào mua ở mầm, cần gì mà phải chen nhau vào nội thành mua mặt tiền. Theo tác giả, đó tất cả là ý tưởng của Vinh Đèn. Thời đó, thậm chí Phú Mỹ Hưng cũng chưa có, Hà Nội thì chỉ có đường đôi Trần Khát Chân cũng là một ý tưởng tiến bộ lắm rồi. Đó là lý do tại sao giới kinh doanh thời đó đã gắn cho Vinh Đèn một cái danh hiệu kiến trúc sư đại tài, nhưng không phải thợ xây giỏi, lại là tinh hoa phát tiết ra ngoài, nên hóa ra người khác lại học được, đọc được từ Vinh Đèn. Và lại Vinh Đèn là một người có quá nhiều ý tưởng tuyệt vời, nhiều mối quan tâm nên cũng không thể quản lý được hết một cách chuẩn mực. Dần dần Vinh Đèn cũng mất vị thế ở chính những chỗ mà Vinh Đèn sáng lập nên, mặc dù mọi người đến bây giờ vẫn được và rất quý mến và khâm phục Vinh Đèn. Sau này Vinh Đèn sức khỏe yếu và bây giờ lui về chữa bệnh. Một cái nhân vật kể đến đó là Nguyễn Quang Nga, một người sinh năm 1946. Thưa quý vị, Nguyễn Quang Nga là một thành viên của cái viện nghiên cứu IDS mà trong các bài nói chuyện của KTV từ trước tới nay chúng tôi luôn luôn dẫn những phân tích của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Thưa quý vị, Nguyễn Quang Nga là một những người du học ở Đông Âu, cụ thể là Hungary. Đó là lý do người ta nói Nguyễn Quang Nga là người Việt Nam ở Hungary giỏi nhất từ trước đến nay. Rồi người Việt Nam được trả lương cao nhất không ai khác, đó là Nguyễn Quang Nga. Nhưng mà Nguyễn Quang Nga cũng có một cái biệt danh nổi tiếng, đó là công ty của Nguyễn Quang Nga nợ thiếu thuế nhiều nhất Việt Nam. Được biết Nguyễn Quang Nga là một cái tài năng IT kiệt xuất lứa đầu tiên. Nguyễn Quang Nga đã trở thành một cái nhà khoa học đi buôn. Nguyễn Quang Nga đã kinh qua rất nhiều ngành nghề, chính là thành viên sáng lập nền Jean Pacific rồi cái đế chế 3C trước đây mà những người ở thế hệ chúng tôi hẳn chưa quên. Nguyễn Quang Nga cũng là một người dịch và xuất bản những cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng tới giới trẻ toàn quốc. Nguyễn Quang Nga là một nhà kinh tế học, như chúng tôi đã giới thiệu, đó là cựu viện trưởng IDF, là một cái cơ quan tư vấn cho Thủ tướng Phan Văn Khải. Đồng thời Nguyễn Quang Nga nổi bật là một người đấu tranh cho dân chủ rất nổi tiếng. Theo tác giả Nam Nguyên, tôi nhớ tới Nguyễn Quang Nga qua một cái cuộc chiến chống lợi ích nhóm ở VPBank. Đó là nơi mà Nguyễn Quang Nga cùng như các cái cổ đông sáng lập. Sau này Nguyễn Quang Nga là chủ tịch hội đồng quản trị một thời gian dài. Xong, Nguyễn Quang Nga cũng như các cái đối thủ đều rất thông minh. Họ hết đấu nhau qua các cái cuộc họp rồi người ta lại lôi nhau đi đấu rượu. Và Nguyễn Quang Nga uống một cách vô cùng khủng khiếp. Theo tác giả Nam Nguyên, tôi rất ấn tượng với Nguyễn Quang Nga qua những cái câu nói rất thật, đại ý. Tiền của công ty rồi, đầu những năm 2000, nếu chúng tôi mua thì chắc được mua được cả cái đường Lý Thường Kiệt ở Hà Nội. Và bây giờ tiền đối với Nguyễn Quang Nga không phải là mục đích của cuộc đời nữa. Nguyễn Quang Nga bây giờ đã ngoài 70. Theo tác giả, hôm nay Nguyễn Quang Nga có thể không giàu hơn một nhà buôn gỗ ở Đồng Quỵ, quê hương của anh. Nhưng chắc chắn Nguyễn Quang Nga sẽ mang lại cho cộng đồng rất nhiều giá trị ở nhiều phương diện. Nguyễn Quang Nga được xã hội kính trọng. Tuy nhiên những cái người bảo thủ thì người ta không ưa Nguyễn Quang Nga. Thậm chí sau cái hồi công ty 3C thì Nguyễn Quang Nga và Nguyễn Đức Kiên, tức Kiên Bạc, có những cái mâu thuẫn khá sâu sắc. Nhưng theo tác giả, trong tâm tâm thì Kiên Bạc vẫn coi Nguyễn Quang Nga là một trong những cái người đáng nể phục nhất của Bầu Kiên. Còn Nguyễn Quang Nga sau phiên tòa vội vã người ta xử Bầu Kiên thì Nguyễn Quang Nga lập tức viết một cái bài mà tác giả Nam Nguyên cho rằng tôi thấy đó là một bài viết hay nhất, chuẩn nhất, fair play nhất trong những cái bài viết về đại án của Bầu Kiên. Thưa quý vị, cái nhân vật thứ ba mà tác giả Nam Nguyên kể tới đó là Nam Hói hoặc Nam Sắc, mà tên chính đó là Lê Hoài Nam, một người sinh năm 1955. Được biết, Lê Hoài Nam là người con giữa của ba anh em, đều là những nhà kinh doanh nổi tiếng, đó là Ái, Nam và Hòa. Lê Hoài Nam là một người thành công sớm trong cái việc mang tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.
cụ thể là mang tiền sang Nga cũng như Ukraine để kinh doanh. Và nhiều năm Lê Hoài Nam đã đánh sắt thép về Việt Nam. Đó là lý do người ta gọi Lê Hoài Nam là Nam Sắt. Theo tác giả Tôi Gặp Lê Hoài Nam ở nước ngoài năm 1995. Khi ấy, chúng tôi nói chuyện thì Lê Hoài Nam nói với tôi Hà Nội bé tí, tao đi đâu cũng có người quen. Tao có đi ăn phở mà tao quên tiền thì tao chỉ cần đi 10 bước. Thế nào tao cũng gặp người quen để vay tiền trả tiền phở. Đó là lý do khiến cho tác giả Nam Nguyên tiết lộ rằng tôi về nước cũng một phần vì tôi tò mò về Lê Hoài Nam tức Nam Sắt. Khi đó tôi về Hà Nội thì Hà Nội quá là nhỏ bé. Lê Hoài Nam quen biết thật là nhiều. Lê Hoài Nam quen chủ yếu là các bạn nhậu, những người buôn bán sắt thép. Và về Lê Hoài Nam, tác giả Nam Nguyên cho rằng quý vị hãy tưởng tượng một cái anh chàng hói, tóc tai dài, gầy, bơ phờ vì rượu. Lê Hoài Nam quánh tá lả suốt ngày, áo không bao giờ bỏ trong thùng, không bao giờ đi giày, chỉ đi dép lê, không biết dùng máy vi tính hay ngoại ngữ, nhưng cái gì cũng nghe, cái gì cũng biết. Tối thì lên Quyền Bì uống rượu với khách, bao nhiêu cũng không say. Thì đó chính là Nam hói. Lê Hoài Nam sớm nhập cho mình một chiếc xe BMW kép xịn bên Đức về. Thời đó là một tay chơi lắm đấy. Nhưng mà Lê Hoài Nam vẫn chở vợ đi vào xe máy. Vợ vào chợ nhiều khi Lê Hoài Nam nằm trên yên xe máy mà ngủ. Nhà Lê Hoài Nam to, rộng. Ở những cái đầu năm 2000 nhưng nó nằm sâu ở trong ngõ. Ô tô không vào nhà được. Thế là Lê Hoài Nam quyết định bỏ tiền ra mua luôn một loạt nhà riêng ở bên ngoài để mở một cái ngõ, hay nói đúng hơn là một con đường vào trong nhà của mình. Và theo tác giả đó là một cái hành động rất xoái. Thời đó, tất nhiên như vậy, tính ra thì giá trị miếng đất mà Lê Hoài Nam bỏ tiền ra mua để làm đường sau này nó tăng lên. Rồi kể cả cái khu đất ở phía bên trong mang lãi chỉ trong vài năm còn hơn cái số tiền mà Lê Hoài Nam bỏ ra để mua đất. Được biết Lê Hoài Nam là một cổ đông sáng lập của VPBank, ngân hàng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Và theo tác giả, trường hợp của Lê Hoài Nam có thể lấy là một cái case study cho một cụm từ lợi ích nhóm. Và Lê Hoài Nam đã bị sẩy chân. Lê Hoài Nam và mấy đồng chí nữa đã bị tạm giam. Một loạt anh tài khác cũng một phần vì Lê Hoài Nam mà ngấp nghé cửa lao tù. Và cuối cùng hậu quả cũng được khắc phục, tất cả được miễn khởi tố. Và chẳng có báo chí nào làm kền kền như vụ của Nguyễn Đức Kiên, tức Kiên Đầu Bạc. Và một cái điều lạ nhất theo tác giả đó là Lê Hoài Nam sau khi ra tù thì các anh và các anh tài kia không vì mâu thuẫn nhất thời, họ vẫn rất gắn bó và yêu thương đối với Nam Sắt. Và chính họ phục tài Lê Hoài Nam. Theo tác giả tôi hỏi Lê Hoài Nam, anh có một cái thần tượng nào trong kinh doanh hay không? Thì Lê Hoài Nam nói có, bác ấy tên là Tâm. Một người từ thời bao cấp đã là một nhà tư bản, mục tiêu lũng đoạn thị trường. Ví dụ có từng thời đã đi thu mua hết thuốc đánh răng ở miền Bắc rồi bán lại với giá cao hơn. Nhưng với thị trường sắt thép tàu này nó to quá, không thể lũng đoạn được như Lê Hoài Nam nghĩ. Nhưng mà Lê Hoài Nam vẫn thử lực của mình và cuối cùng đã bất tận tâm. Thưa quý vị, một cái nhân vật thứ tư theo tác giả đó là Nguyễn Trung Hà, một người sinh năm 1962. Theo đó Nguyễn Trung Hà, người ta gọi là Trung Hà, đó là biệt hiệu của Nguyễn Trung Hà. Người ta còn gọi Nguyễn Trung Hà là Hà Bờm. Nguyễn Trung Hà và tác giả là những thành viên của quân khu Nam Đồng. Từ bé Nguyễn Trung Hà nổi tiếng là ngang ngược, không giống ai trong cách nói, cách nghĩ cũng như cách làm. Nguyễn Trung Hà là một học sinh học giỏi toán, nhưng ít ai biết rằng Nguyễn Trung Hà và một người bạn đang học cấp 3 trốn trường lên biên giới xin tham gia quân đội để đánh Trung Quốc. Nguyễn Trung Hà có một cái kinh doanh rất đặc biệt. Theo tác giả không biết Nguyễn Trung Hà học ở đâu hay tự chọn cho mình. Chính xác đó là một nhà đầu tư thông thái. Theo tác giả, nếu như tôi là thủ tướng, tôi dám giao cho cả cái cơ quan quản lý vốn nhà nước, giao toàn bộ vốn của đất nước cho Nguyễn Trung Hà mang đi đầu tư. Nguyễn Trung Hà bỏ học toán, đi làm ăn từ rất sớm, là cổ đông của hàng loạt con gà đẻ trứng vàng. Đó là FPT, Jodilac, ABC, Vĩnh Trinh, Toji, hãng phim Thiên Ngân, Galaxy, vân vân và vân vân. Và danh sách này có thể kéo dài ra rất nhiều lần. Nhưng mà Nguyễn Trung Hà cho đến bây giờ vẫn sẵn sàng chọn đầu tư vào những cái công ty nhỏ mới lạ
những cái công ty được đánh giá là có tiềm năng để đầu tư. Theo mô tả, Nguyễn Trung Hà lu khu như một ông đồ nho, kính cận dép lê, nói rằng thì chậm rãi nhưng câu nào thì sắc là miếng câu ấy, còn uống rượu thì không kém kể cả ba cái nhân vật vừa kể. Đặc biệt Nguyễn Trung Hà có một cái thói ham mê, đó là đánh bài. Nguyễn Trung Hà có một trí nhớ siêu và phán đoán rất tốt, đó là lý do đánh bài bao giờ Nguyễn Trung Hà cũng dễ thắng. Nhưng đó không phải là mục tiêu, mà Nguyễn Trung Hà nói tao đánh bài để được trải nghiệm, để được sống trong một thế giới mà tao yêu thích. Nguyễn Trung Hà chỉ thích đánh bài với người trình độ tương đương. Đó là lý do tại sao khi Nguyễn Trung Hà đánh bài với một người chơi nào đánh sai một lỗi, tức là để mất con gà chẳng hạn, thì Nguyễn Trung Hà có thể nhớ và suýt xoa hàng tháng sau. Còn nếu ai đánh sai lỗ thô thiệt, thì như rằng sau này có đủ, có thiếu chân thì Nguyễn Trung Hà cũng thoái thác và không muốn đánh cùng. Được biết hai vợ chồng Nguyễn Trung Hà đều là cái dân học toán, nên khi anh nói học toán là tương xứng, làm toán là rất lãng phí, có rất nhiều người phản bác, kể cả giáo sư Ngô Bảo Châu. Nhưng theo tác giả Nam Nguyệt, tôi thấy hoàn toàn nhất trí, vì nó đúng như vậy. Tuy nhiên, nếu tôi là Nguyễn Trung Hà thì tôi bổ sung thêm một cái vế sau, đó là thà đi kinh doanh như tôi còn sướng hơn. Thưa quý vị, như vậy là chúng tôi sơ bộ điểm qua 4 trong 9 cái nhân vật được cho là những cái lãnh tụ tiên phong của cái giới Đông Âu. Tuy nhiên họ cũng đạt được những cái thành công đáng kể, nhưng mà không hoàn thiện, cũng bởi một cái yếu tố, đó là cái thế hệ này người ta cao tuổi hơn cái thế hệ sau. Đó là một cái thế hệ thành công trong cái giai đoạn 1984 tới 1994, mà người ta gọi là thế hệ tuổi trẻ sau cách mạng. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, thời ngày xưa ở Việt Nam, dưới cái thời còn bao cấp, tức là đi theo kinh tế cộng sản, người ta nói đi Tây, tức là sang Đông Âu để học, để vừa có kiến thức vừa để thoát nghèo. Và đó là, như quý vị đã biết, thời đó nhiều kỹ sư cũng phải tìm cách đi học tiếng Đông Âu để đi xuất khẩu lao động. Và rõ ràng một điều ai cũng biết, đó là người Việt sang Đông Âu dù đi học hay đi làm, tức là đi xuất khẩu lao động, thì mục tiêu duy nhất và quyết liệt nhất của họ đó là kiếm tiền. Thưa quý vị, hẳn quý vị còn nhớ cái thời bao cấp tại Việt Nam, thời đó nó thực sự quá khổ. Và cái viễn cảnh sau khi quay về nước, nếu không có tiền thì chả cần phải nói. Và đặc biệt bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, nó báo trước một cái sự cáo trùng của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đang đến gần. Và thưa quý vị, tại cái thời điểm đó thì các du học sinh Việt Nam cũng như những cái đồng hương của họ đang lao động ở Đông Âu cũng như Liên Xô, tự nhiên người ta được rơi vào một cái vòng xoáy sáp nhập Đông Đức và Tây Đức. Mà một cái điều quan trọng nhất là người ta đổi tiền Đông Đức sang trở thành đồng D-Mark. Rồi đến cái thời điểm ngày 3 tháng 10 năm 1990, chính thức chỉ còn một nhà nước Đức, tức là nước Đức Thống Nhất, thì không chỉ người Việt ở Đức mà từ các nước đồng hồ xã cũng tìm đường vào Đức để rời vào một cái thế giới tư bản thực sự. Và những cái sinh viên du học đồng hồ cũng như những người lao động ở các nước đồng hồ khác, họ thực sự choáng ngợp trước một cái cuộc sống phồn vinh, một cái xã hội văn minh kiểu phương Tây. Và khi đó ở các nước xã hội chủ nghĩa khác, cuộc sống cũng thêm phần tự do dân chủ hơn. Và đặc biệt đến năm 1991, khi Liên Xô tan rã, thì người Việt ở Đông Âu đã rời vào một cái môi trường hoàn toàn khác với trước, tiêu biểu nhất là nước Đức. Thưa quý vị, khi ấy được biết sống trong một cái thế giới ngoại tệ mạnh nhưng không còn bao cấp nữa, và muốn kiếm được tiền để lo cho cuộc sống nơi xứ người cũng như giúp cho thân nhân ở Việt Nam, thì những người du học ở Đông Âu, người ta phải bươn trải. Họ bươn trải bằng mọi cách, thậm chí vất vả hơn cả so mấy cái năm sống dưới chế độ cộng sản. Và có rất nhiều người không hòa nhập được, phải chọn con đường về nước để bảo toàn lực lượng. Thưa quý vị, đại đa số những người Việt Nam ở các nước Đông Âu cũng như Cộng hòa Liên bang Đức, họ tập trung vào những lĩnh vực buôn bán, thậm chí xuất nhập khẩu, ví dụ như quần áo hay hàng khô. Họ mở nhà hàng, đa số lấy tên quán ăn Trung Quốc. Họ bán hoa, bán quần áo, buôn thuốc lá lậu, dịch vụ chuyển tiền về nước, thậm chí họ lập bang hội cướp của để bảo kê. Theo đó, hồi 90-91, triệu phú Việt ở Đức
trong số những người ở đồng lứa sàng ít lắm. Nhớ nhất là những tấm gương của chị Anh, chị của bác Chí Béo, xuất phát từ Belarus. Ở tiệm khác khi ấy cũng tách làm đôi, dân tiệp chạy sang Tây Âu khá nhiều, và một thời gian sau mới thấy cứ ở lại đất nước tân bình này cũng có thể kiếm tiền rất tốt. Chủ yếu là các cái doanh nhân thành đạt, họ làm tiền bởi lập chợ, tức là những cái khu tập trung, những cái sân vận động họ có thể tổ chức thành các cái quầy hàng, chủ yếu để phục vụ người Việt bán hàng, cũng như thực hiện một số dịch vụ đi kèm để phục vụ cho đời sống. Cũng có nhiều đồng hương người Việt thành công ở Ba Lan thời đó. Đó là một cái miền đất tự do của người Việt ở Ba Lan, trước đó đã rất thoáng về nhiều phương diện và nó tương đối an toàn cho dân Việt Nam. Cuộc sống thì vui vẻ, nên đa số những người đi học ở Ba Lan ít khi người ta về Việt Nam, mà họ ở lại để buôn bán, bởi vì ở Ba Lan buôn bán dễ, kiếm tiền theo tác giả là thích lắm. Từ thời thập kỷ 80-90 đã có nhiều triệu phú đô la ở Ba Lan. Đặc biệt Ba Lan là một cái cầu nối giữa tư bản, tức là Cộng hòa Liên bang Đức với nhà quê là Liên Xô, cũng như các nước đồng hồ khác. Hàng đi, tiền và vàng nhộn nhịp, thẻ đỏ, thẻ xanh của các VIP cũng được tận dụng một cách tối đa. Theo tác giả, lúc đầu thì các cái đại gia khởi nghiệp bằng cái việc kinh doanh quần áo tư bản, sau đó là hàng hóa công nghệ thông tin, rồi quay về bán quần áo giày dép hàng chợ. Và Ba Lan là nơi sinh ra các cái biệt hiệu soái, các soái ở Việt hồi đó ở Ba Lan đông hơn so với tất cả các nước sở chủ nghĩa cộng lại. Tuy nhiên ở Ba Lan vì dễ làm ăn, dễ sống quá, nên con người không có những cái áp lực quá lớn để làm giàu. Và đó là lý do so với các đồng hương ở Nga thì tuổi trẻ ở Ba Lan, tức là những cái thành phần du học ở Ba Lan, mất đi một cái động lực, đặc biệt là cái sự ganh đua cạnh tranh để làm giàu. Nói về nước Nga, theo tác giả, từ khi Liên Xô tan rã, có một cái tầng lớp người Nga xuất hiện. Họ giàu lên cực nhanh và đáng ngạc nhiên. Họ có thể là những cái bố già mafia này có điều kiện thò tay vào hệ thống chính quyền. Theo đó, người Nga gọi là các cái trộm trong luật pháp. Tiếng Nga gọi là vốt vờ gia quân, có thể là những cái trí thức viện sĩ đi lên từ cái điều kiện tư nhân hóa các cái tài sản khổng lồ của nhà nước thời Xô Viết. Ví dụ như Brzezinski, Khodorkovsky, hoặc đơn giản chỉ là những chàng trai Do Thái nhanh nhẹn như Abramovich. Khi đó tại Nga, dân Nga đã tạo ra một cái hình tượng, đó là một cái lớp người Nga mới. Đó là những cái kẻ giàu sổi, tài sản tăng quá nhanh so với nền tảng văn hóa. Và lập tức có hàng loạt những chuyện tiếu lâm được kể xoay quanh các cái hình tượng lớp người Nga mới. Ví dụ như một người Nga mới đi Mỹ về khoe, tao phát hiện hóa ra dân Mỹ nó cũng dùng tờ xanh giống như nước mình. Bởi vì hồi đó đồng rút ở Nga mất giá liên tục và người Nga lúc đó sử dụng đồng đô la trở thành những cái đồng từ, những cái đồng tiền quan trọng lưu hành để tránh mất giá. Và lập tức nó hình thành một cái việc quay vòng đô la ở Nga. Và cái hình ảnh người Nga mới đã được tạo dựng qua một cái media. Đó là một thanh niên cổ to bự, khoác cái áo vest màu đỏ mẫn chín, cổ đeo dây chuyền vàng, và một chiếc thánh giá to như cái xích chó, tay chuối mắn vung vẩy khoe tiền. Như một cái quạt gặp thằng bạn cũ là tiến sĩ thất nghiệp đang quét rác, thì những cái tay mới giàu ở Nga dừng lại, chạy vào cửa hàng mua một cái chai rượu vang với giá tới 4-5.000 đô la mang ra, và hai thằng mở ra uống luôn trên mui xe. Đó là cái thời mà em xin chị vì nước Nga chìm trong hỗn loạn, bạo lực, nội chiến, kinh tế thì tan hoang. Tuy vậy, nó lại là những điều kiện mở ra cơ hội vàng cho một số người, trong đó cho các cái du sinh Việt Nam đang du học tại Nga. Theo tác giả, có một cái câu nói mà tôi rất thấm thía, mà nếu có ai nhớ xin nhắc lại hộ tôi. Nó đại ý là bất kỳ triệu phú đô la nào cũng có thể kể rành rẽ cho bạn họ bắt đầu kiếm từng đồng đô la ra sao kể từ triệu đô la thứ hai. Nhưng hỏi họ về cái triệu đô la đầu tiên của họ thì họ lại quên. Theo tác giả, tôi nói những cái điều vừa kể
để quý vị bắt đầu chú ý tới một cái thế hệ được gọi là thế hệ vàng. Đó là những du học sinh Việt Nam tại Liên Xô. Họ cùng một lứa, gần như cùng một lứa tuổi, sinh những năm 67 tới 70, thậm chí rất nhiều người học cùng trường. Đa số họ biết nhau, và họ có một cái nét chung nhất, đó là những người trẻ có học thức, và họ có những cái đồng, họ có những triệu đô la đầu tiên từ khi còn rất trẻ. Và theo tác giả, tôi gọi họ là những cái Nga kiểu mới, vì họ đã giàu có, họ biết hưởng thụ, họ biết tạo dựng uy tín của bản thân. Và một cái điều đặc biệt là họ hòa đồng với xã hội kinh doanh của Nga, cũng đang chạy thay đổi từng ngày, từng giờ. Và một cái điều đáng nói hơn, những cái doanh nhân thành đạt là những cái sinh viên du học ở Đông Âu và Liên Xô, họ đã có một cái thời niên thiếu vô cùng khắc khổ, thậm chí là đói khổ. Đó là cái thời kỳ bao cấp. Theo tác giả, Đại học Mỏ Địa chất Moscow là nơi xuất anh hùng của rất nhiều người Việt lứa này. Khởi điểm của họ bắt đầu từ những sinh viên Việt Nam khác. Đó là họ buôn bán những thứ hàng chính mà họ mang từ quê nhà, tức ở Việt Nam sang. Cứ có chênh lệch giá một chút là họ đi ôm những cái mặt hàng như vậy do các cái đồng hương khác mang sang sau. Và thưa quý vị, có một điều mà hầu hết các cái doanh nhân là sinh viên Đông Âu, người ta khởi nghiệp, kể cả Phạm Nhân Vượng cũng vậy. Họ tận dụng tại cái trường Đại học Mỏ Mạc Tư Khoa có rất nhiều sinh viên Ả Rập, Liban và Châu Phi sang học. Những cái sinh viên gốc Phi hay Ả Rập, họ được nhà nước trả học bổng bằng đồng đô la và họ đổi sang tiền rúp. Đó là cơ hội những sinh viên Việt Nam phát hiện, và họ tập trung tiền rúp đi đổi lại đô la của cái bọn Ả Rập và sau đó bán ra thị trường chợ đen với một cái giá cao hơn. Đó là lý do tại sao Đại học Mỏ Địa chất Mạc Tư Khoa là một cái địa chỉ nổi tiếng về buôn đô la trước năm 1990. Nhưng mà có một điều đặc biệt, các cái sinh viên Việt Nam tham gia kinh doanh buôn bán, nhưng mà người ta không bỏ học, thậm chí không bị đuổi học, vì họ luôn luôn xác định tri thức là một cái điều quan trọng, là một cái chìa khóa. Mặc dù họ học cái ngành mỏ địa chất, họ cũng không hiểu cái nghề này học ra về Việt Nam có tác dụng hay không. Đặc biệt khi sắp ra trường thì những cái sinh viên ở trong trường Đại học Mỏ Địa chất Mạc Tư Khoa, họ có một cái cảm nhận rất nhạy bén rằng năm 1990 và sau đấy thì việc buôn đô la, buôn vàng tuy có lãi nhưng nó sẽ còn những cái thay đổi lớn lên trên chính trường Nga cũng như thương trường ở nước Nga khi đó. Theo tác giả, khoảng năm 1990, Vĩ Phúc thời đó đã nổi danh trong giới sinh viên ở Mạc Tư Khoa, song vẫn nhờ các cái ảnh lớn dẫn sang Đông Nam là lãnh địa của các nhân vật nghiên cứu sinh để xem mặt Chí Béo, một người một ngày có thể kiếm được mấy trăm tờ đô la, tức là kiếm được hàng nghìn, chục nghìn đô la một ngày. Và sau khi gặp Chí Béo, hẳn quý vị, những người thế hệ tôi đều biết Chí Béo tức Phạm Thành Chí sinh năm 1958, cũng như Long Lè tức Nguyễn Tinh Tiến Long sinh năm 1956. Đó là hai cây đa cây đề ở Mạc Tư Khoa thời đó. Nhưng thưa quý vị, một cái điều đáng ngạc nhiên, đó là cái lớp trẻ, tức là cái lớp của Phạm Nhật Vượng, Vĩ Phúc vân vân, họ đã nói: chúng tôi không bao giờ đi theo gương của những đàn anh Chí Béo hay Long Lè, mà họ sẽ quay sang bắt đầu vào một cái đề tài mà người ta nói hấp dẫn hơn. Và khi và quả nhiên thưa quý vị, theo tác giả, khi Đôm Năm sập thì rất nhiều người mất cả chì lẫn chài, thậm chí ở châu Âu, khi họ cảm thấy con đường của các đàn anh thực sự là sai lầm. Những cái giới kinh doanh trẻ như Phạm Nhật Vượng, Lê Viết Lam, họ không có quan hệ rộng ở Việt Nam như các nghiên cứu sinh như Chí Béo hay Long Lè, tức là những người có bạn bè khắp Đông Âu rồi có cái quan hệ đối với các nhân vật lãnh đạo cao cấp trong nước mà gọi là VIP, có những cái thẻ ngoại giao, có một cái hệ thống chân rết trong giới lao động khắp liên bang. Nhưng mà ngược lại, những cái nhân vật kinh doanh mới nổi lên này, họ là những người trẻ, giỏi ngoại ngữ, họ hiểu đời sống ở Nga hơn, chứ không như các đại ca như Chí Béo, Long Lè kia, chủ yếu sống giữa cộng đồng và làm giàu đối với người Việt ở Nga mà thôi. Đó là lý do người ta nói khi thế hệ trẻ như Phạm Nhật Vượng, Lê Viết Lam vân vân và vân vân
Một cái điều họ nổi bật hơn hẳn đó là họ có một cái mánh lực kiếm tiền hơn tất cả các cái thế hệ đàn anh. Và đó là lý do tại sao những cái nhân vật đồng hồ đó họ thành công khi còn rất trẻ, khi mà người ta còn chưa đến 30 tuổi. Nhưng họ thừa hiểu đất nước Nga, dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa thì họ cũng không thể nào là một cái nhân vật hàng đầu ở Liên Xô hay nước Nga mới. Và họ đã nghĩ ngay đến chuyện phải quay về quê hương Việt Nam và mang tiền về đầu tư kinh doanh. Thưa quý vị, thời điểm năm 1994, đó là một mốc thời gian vì liên quan đến cái việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Khi đó kinh tế Việt Nam đã bắt đầu khởi sắc, ngoại tệ, ngoại hối đổ về nhiều. Các cái tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt từ Hoa Kỳ và các nước tư bản phương Tây, đổ bộ vào Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để mở các cái văn phòng đại diện. Và lũ lượt đó là Việt Kiều từ tứ xứ bắt đầu về nước đầu tư. Theo đó các Việt Kiều đồng Âu, mỗi cái thế hệ trẻ bắt đầu dõi mắt về quê hương, họ tìm kiếm các cái cơ hội làm ăn ngay trên quê hương. Thưa quý vị, trong số đó có những người quyết định mang tất cả gia đình, tài sản về nước làm ăn. Và có một tiến sĩ vật lý lớp đàn anh so với các đàn em vừa kể cũng khiêm tốn tại thời điểm này, đó là tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang có biệt danh là Quang Phơ, là một người học chuyên toán tổng hợp, nhưng mà sang Belarus học và làm nghiên cứu sinh, rồi cả 10 năm ở cái thành phố Minsk, thì Nguyễn Đăng Quang đã phát hiện ra một điều, đó là thành phố Minsk yên bình, nhưng mà đây là một cái địa bàn trung chuyển giữa Ba Lan và Mặt Tự Hòa. Nhờ đó mà Nguyễn Đăng Quang cũng kiếm được một cái khoản thu nhập kha khá. Nhưng mà Nguyễn Đăng Quang nuôi một cái chí làm giàu, muốn làm lớn thì phải lên thủ đô. Đó là lý do Nguyễn Đăng Quang quyết định về Mặt Tự Hòa. Chuyển về Mặt Tự Hòa, Nguyễn Đăng Quang đã thực hiện các cái phi vụ gọi là đánh quả, mà sau này Nguyễn Đăng Quang vẫn phải tự hào, nhất là việc kiếm tiền từ một cái sơ đồ đa cấp MMM nổi tiếng ở nước Nga khi ấy, một cái dạng nước hoa thành hương Nguyễn Văn 12 trước kia. Khi ấy Nguyễn Đăng Quang biết đây là một cái tổ chức kinh doanh đa cấp, nhưng Nguyễn Đăng Quang vẫn quyết định liều ném tiền vào làm một mớ rồi sau đó rút ra kịp thời trước khi cái sơ đồ lừa đảo đa cấp này sụp đổ. Và đó là lý do Nguyễn Đăng Quang đã rất ấn tượng với mô hình của Vinden, là cái nhân vật mà chúng tôi kể từ đầu bài nói chuyện, cũng như nhóm Cô Tích có một cái mục tiêu cộng lực của người Việt Nam ở trong và ngoài nước để tổ chức kinh doanh quốc tế. Và bản thân Nguyễn Đăng Quang trở thành một cái thành viên Cô Tích khi gặp hai ông em cùng chí hướng đều từ nơi xa về thủ đô Mặt Tự Hòa làm ăn. Thậm chí hai người em của Nguyễn Đăng Quang đó là Hùng Anh và Huy đã bỏ học ở các cái trường quân đội để tập trung cho công tác kinh doanh. Và người ta đã thành lập ra một cái nhóm Ma San hùng hậu và vĩ đại cho ngày nay, với một cái tiêu chí dùng Việt Nam kinh doanh hàng đánh qua Nga. Sau đó Nguyễn Đăng Quang về nước để theo Vinden khởi nghiệp tại Việt Nam và chuẩn bị đánh Nga theo sơ đồ của bản thân và anh em gia đình Ma San đã định ra sẵn. Thưa quý vị, cái nhóm đại gia quyền lực mà chúng tôi liệt kê sau đây, theo đó nổi tiếng không kém Phạm Nhật Vượng, đó là Nguyễn Đăng Quang, một cái nhân vật sinh năm 1963, cũng như Hồ Hùng Anh sinh năm 1970, mà chúng ta đều biết đó là những cái ông chủ của những cái tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng hàng đầu ở Việt Nam, với số vốn hóa hiện nay lên tới khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Theo tác giả, con đường đi lên của hai đại gia Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh tương đối giống như Phạm Nhật Vượng, họ đều thành công với sản phẩm mì tôm tại Đông Âu. Một cái điểm khác biệt giữa Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang với Phạm Nhật Vượng đó là ông Quang và ông Hùng Anh đã sản xuất kinh doanh tại Nga, trong khi Phạm Nhật Vượng thì tiến hành sản xuất mì tôm ở Ukraine. Nhưng mà về Việt Nam thì Phạm Nhật Vượng chuyển trọng tâm sang bất động sản cao cấp cũng như du lịch, trong khi Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh tiếp tục kinh doanh mặt hàng này ở Việt Nam với một số nhãn hiệu như Omachi, Tiến Vua hoặc các hoạt động thêm mảng ngân hàng đối với Techcombank. Thưa quý vị, tính về tài sản được biết ông Hồ Hùng Anh xếp sau ông Phạm Nhật Vượng khá nhiều, trong khi ông Nguyễn Đăng Quang chưa được liệt kê vào cái danh sách
do không chính thức đứng tên sở hữu cổ phiếu, nhưng sự phát triển dữ dội của tập đoàn Ma Sàn, đặc biệt là hàng loạt vụ thâu tóm gần đây, ví dụ như thâu tóm cái nhãn hiệu nước khoáng Vĩnh Hảo, Vinacafé Biên Hòa, Proconco, đã khiến cho mọi người giật mình và nể trọng đại gia Nguyễn Lăng Quang. Và đó là lý do người ta khẳng định, nếu tính một cách gián tiếp thì Nguyễn Lăng Quang đang sở hữu một khối tài sản không hề thua kém so với tỷ phú Phạm Việt Vượng. Thưa quý vị, có một cái nhân vật đáng chú ý về từ Đông Âu, rất giàu nhưng không nằm trong cái bảng xếp hạng nào cả. Đó là ông Nguyễn Cảnh Sơn, sinh năm 1967. Ông Nguyễn Cảnh Sơn là chủ tịch tập đoàn Eurovindow Holding, có những cái thành công vang dội với một cái cửa nhựa mang tên Eurovindow. Sau đó, ông Nguyễn Cảnh Sơn cùng với người em trai làm tổng giám đốc đã chuyển sang đầu tư bất động sản, tài chính, vật liệu xây dựng và phân phối. Do đó cái tên Eurovindow đã gắn với anh em nhà Nguyễn Cảnh Sơn và chuyển dần từ một nhà sản xuất vật liệu xây dựng sang một tập đoàn đầu tư ngang ngành, được cho là đáng nể. Hiện nay Nguyễn Cảnh Sơn được biết vẫn là chủ tập đoàn TNM trên tại Mạc Tư Khoa. Nguyễn Cảnh Sơn là một doanh nhân khá nguy hiểm, hiếm khi xuất hiện, nhưng với cái sự phát triển dữ dội của các cái doanh nghiệp mà Nguyễn Cảnh Sơn lập ở Việt Nam như Eurovindow, Melin Plaza, và cái sự lấn sân của Nguyễn Cảnh Sơn sang các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, đó là Techcombank, VIB Bank, đã cho thấy tiềm lực và uy danh của đại gia Nguyễn Cảnh Sơn. Một cái nhân vật đáng kể nữa đó là, dù không nổi tiếng bằng Phạm Nhật Vượng hay Nguyễn Đăng Quang, nhưng ông Trịnh Thanh Huy, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản Bình Thiên An BTA, vẫn được biết đến với hàng loạt vụ thâu tóm rùm beng. Theo đó, tên tuổi của Trịnh Thanh Huy gắn liền với tiền và những thương vụ M&A nhanh chóng như là Vina, Epco, Bi Tông Hốt. Theo đó, cái tên Trịnh Thanh Huy thực sự đã nổi tiếng từ khá lâu. Trịnh Thanh Huy là người cùng với Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh xây dựng tập đoàn Ma Sàn tại Nga, sau đó Ma Sàn tại Việt Nam, và cạnh tranh khốc liệt với một cái cành công ty của Đặng Khắc Vĩ, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng VIB và Technocom của Phạm Nhật Vượng. Và chính cái sự cạnh tranh khốc liệt chính giữa các cái doanh nhân Việt tại Đông Âu đã giúp cho các cái doanh nhân này giảm giá sản phẩm một cách cực nhanh, và họ có khả năng kiểm soát gần như toàn bộ thị trường về mì ăn liền tại khu vực nước Nga cũng như Ukraine. Được biết, Trịnh Thanh Huy sinh năm 1970, từng học ở Học viện Kỹ thuật Quân sự tại Việt Nam cũng như Nga. Và sau đó, Trịnh Thanh Huy đã nổi bật lên với dự án đảo Kim Cương trên đầu tư với mức khoảng 400 triệu đô la Metropolis Thảo Điền, 600 triệu đô la tại Sài Gòn, cũng như hàng loạt vụ thâu tóm đình đám vừa kể. Bên cạnh đó, thưa quý vị, không thể không nhắc tới một cái nhân vật, đó là Lê Viết Lam, chủ tịch tập đoàn Sun Group, là một người từng kinh doanh ở Ukraine trước đây với Phạm Nhật Vượng. Lê Viết Lam là một trong những sáng viên lập cái ngân hàng VIB và đang là chủ tịch tập đoàn Future Generation, là một trong những tập đoàn lớn nhất của người Việt Nam ở nước ngoài. Được biết, Lê Viết Lam nổi tiếng là cái người tạo dựng phát triển một cái tên tuổi của khu du lịch Bà Nà Hiu ở Đà Nẵng. Ngoài ra, còn một cái người trẻ về từ Đông Âu, đó là ông Ngô Chí Dũng, hiện là chủ tịch của VP Bank. Ông Ngô Chí Dũng từng học địa chất ở Nga, cùng ngành với Phạm Nhật Vượng, có bằng tiến sĩ kinh tế. Song khác với mọi người, đó là Ngô Chí Dũng về nước khá sớm, từ năm 1996 đến năm 2004. Ngô Chí Dũng đã là cổ đông sáng lập ra cái ngân hàng VIB. Và sau đó từ 2005 đến 2010 thì Ngô Chí Dũng đã giữ cái cương vị chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư Liên Minh và tập đoàn KBG tại Cộng hòa Liên bang Nga. Ngô Chí Dũng từng là phó chủ tịch thứ nhất của Techcombank, là thành viên sáng lập của ngân hàng quốc tế VIB, nhưng Ngô Chí Dũng chưa có một cái mảng kinh doanh riêng tại Việt Nam. Và chỉ cho đến khi Ngô Chí Dũng trở thành một ông chủ thực sự tại VPBank thì Ngô Chí Dũng vẫn là một người kín tiếng với công chúng.
Bởi vì theo tác giả, gần như Ngô Chí Dũng không xuất hiện trên truyền thông, nhưng những sự thay đổi của VPBank dưới thời của Ngô Chí Dũng đã đủ cho thấy sức mạnh. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi sẽ nói tiếp tới một cái nhân vật có tên là Thảo Sovico. Theo đó, Thảo Sovico nổi tiếng từ bên Nga, nhưng rất ít ai gặp và cũng không xuất hiện nhiều tại các cuộc hội thảo, trong cái việc đưa đón các đoàn cũng như cuộc gặp gỡ đối với các chính khách Nga cũng như Việt Nam. Thảo Sovico có chồng đó là Hùng Sovico. Theo mô tả của tác giả, Thảo Sovico là một cô gái có giọng nói rất nhất nhẹ nhàng, tóc dài và hay mặc áo dài Việt Nam, mặc dù có thể chỉ là ngày thường chứ không cần lễ hội gì cả. Đó là một cái nét theo tác giả rất lạ. Nhưng thế, theo lời đồn thì chính Thảo Sovico mới là tổng đạo diễn của các cái hoạt động của tập đoàn Sovico. Theo đó, Sovico tại cái thời điểm khá sớm đã có 3 thành viên, thêm cả Nguyễn Cảnh Sơn là em trai của Thảo. Và cái tập đoàn Sovico của hai vợ chồng Thảo và Hùng cũng như em trai với một cái hướng đầu tư là thương mại xuất nhập khẩu, và sau này chủ yếu chỉ có vợ chồng Hùng Thảo điều hành. Được biết, Sovico đã bắt đầu hiện diện ở Việt Nam một cách hết sức ấn tượng. So với cái thế hệ 9X thời đó, họ đã thuê cả một cái biệt thự hoành tráng của bác sĩ Phùng Ngọc Tuệ thời Pháp ở phố Phan Bội Châu, được biết là thuộc quyền quản lý của ngoại giao đoàn với một cái thời hạn 9 năm để làm trụ sở. Và cho đến nay, theo tác giả không biết cái căn biệt thự đó thì tập đoàn Sovico họ đã mua đứt hay chưa. Được biết vào thời những cuối năm 90, giấy kinh doanh cơ chế ở Việt Nam, được biết họ cái sôi sục lên về cái vấn đề mua nợ của Việt Nam với nhà nước Liên Xô cũ khoảng 100 triệu đô la. Mà để giải quyết được cái bài toán ngon ăn này, không cần gì nhiều, chỉ cần quan hệ cực tốt với các lãnh đạo Bộ Tài chính của hai nước Nga cũng như Việt Nam. Theo tác giả, các bạn cứ hãy đoán xem cuối cùng thì ai giành được cục nợ này. Được biết thời đó đã không ít các con em, các cái lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã nhận học bổng của tập đoàn Sovico đưa sang Liên Xô học dưới sự dìu dắt, thậm chí còn được Sovico cấp học bổng. Nói về một cái nhân vật em trai của Thảo Sovico, đó là Nguyễn Cảnh Sơn, một người sinh năm 1967, có biệt danh là Sơn Cá Rán, có thể đi một cái đường khác. Theo tác giả, để hiểu về Sơn Cá Rán phải hiểu từ làm hải quan ở Nga như thế nào. Thưa quý vị, đây là một cái lĩnh vực khiến cho cái tập đoàn Sovico, đặc biệt là Sơn Cá Rán, đã giàu lên nhanh chóng. Để giải thích để quý vị hiểu cái cụm từ làm hải quan ở nước Nga lúc ấy, theo tác giả phải hiểu rằng trong một cái thời điểm kinh tế ở Nga hết sức hợp hiễn, đặc biệt là Liên Xô sau khi tan rã, thì các cái ngành sản xuất hàng tiêu dùng hầu hết đình trệ, thậm chí phá sản, bởi vì người ta không chịu nổi cái sức ép cạnh tranh. Và để đáp ứng các nhu cầu của dân Nga, chủ yếu là tầng lớp lao động cũng như trung lưu, thì phải có các cái chợ hay các cái ốp. Ở các cái chỗ này người ta sẽ tập trung buôn bán xỉ cũng như bán lẻ mọi cái mặt hàng tiêu dùng hợp với túi tiền của dân lao động Nga, kể cả người Việt Nam. Đó là sự ra đời của cái chợ vòm có tên là chợ Kỳ Dốt. Khởi điểm chỉ là mấy cái container được dùng làm kiosk bán hàng từ thời năm 1991. Sau vài năm thì được mấy tay chủ công ty ATC người Do Thái miền núi đã biến thành một cái tụ điểm buôn bán có lẽ lớn nhất thế giới. Khi đó anh Lê Ngọc Hường, sinh năm 1960, người Thanh Hóa, từng làm một cái nhân viên lái xe, nhưng mà do nhanh nhẹn được việc đã được mấy chú đầu đen trẻ tuổi cài tài cao, tức là mấy thằng Do Thái, nó thuê để anh Lê Ngọc Hường lôi bà con Việt Nam mình vào chợ bán hàng, rồi sau đó nó giao cho Lê Ngọc Hường làm quản lý chợ, dần dần trở thành một trong những doanh nhân đông tiền nhất, đặc biệt là tiền mặt nổi tiếng ở Nga thời đó, chỉ trong vòng vài năm. Và cái việc đưa hàng hóa từ bất kỳ điểm nào trên thế giới, theo tác giả, dù là Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Trung Quốc hay Việt Nam đến các cái chợ vòm như vậy, thì rõ ràng một cái điều người ta phải đối mặt với việc vượt qua hàng nghìn cây số với đủ loại hải quan, công an và mafia. Đó là hình thành một cái từ làm hải quan, có nghĩa là buôn lậu tránh thuế. Theo tác giả,
Tôi đã gặp một số người khoe mình là người sáng tạo ra nghề làm hải quan ở Nga. Theo đó, nghề làm hải quan ở Nga phải có mấy tiêu chí, đó là nhanh, an toàn và giá cả. Vấn đề nhanh đó là thời gian quyết định rất nhiều, hàng đến chậm, mẫu mã lạc hậu có khi chỉ một buổi là phá sản. An toàn là một cái điều tất nhiên, nếu như hàng mất bị tịch thu hỏng hóc thì người làm hải quan phải đền. Về giá cả thì giá lên xuống rất mạnh, phụ thuộc vào thời điểm, tức là nhà nước Nga có nới lỏng hay siết chặt. Nó cũng phụ thuộc vào giá cả vận tải, sự cạnh tranh của các người kinh doanh. Và địa chỉ duy nhất của nghề hải quan đó là toàn bộ hàng hóa từ các nước xung quanh Nga, kể cả từ Việt Nam mang về chợ Vòm, bất kể về đường gì, đường nào có giấy tờ hay không giấy tờ, rồi lập tức về tới chợ Vòm, rồi nó sẽ tỏa đi khắp nơi, khắp các tỉnh, các vùng của nước Nga. Theo tác giả, đầu tiên phải nói đến một cái người gốc Nghệ An, đó là Nguyễn Đức Chi, sinh năm 1968. Theo đó, Nguyễn Đức Chi giỏi văn, nhưng thi vào Đại học An ninh. Chi là một người to cao, nói năng có tính thuyết phục. Chi cùng với mấy người bạn cùng lứa có tên là Liêu, Hòa, Minh quyết tâm tham gia làm hải quan và đặt một cái công ty của mình là công ty DSL với mục tiêu là để cho bọn Nga ngố hay người Việt đều hiểu đó là cái việc làm thuế vận chuyển nhanh và uy tín. Từ đó, Nguyễn Đức Chi có một cái biệt hiệu đó là Chi Hải Quan. Được biết, Nguyễn Đức Chi là một người rất quyết đoán, thậm chí là liều. Hơn thế nữa là quá liều. Nhưng Nguyễn Đức Chi là một người rất sáng tạo trong cái nghề cần sáng tạo, tức là nghề làm hải quan. Theo đó, một loạt ý tưởng đầu của Nguyễn Đức Chi, chắc nhiều đồng nghiệp thậm chí chẳng bao giờ tin là có thể. Nguyễn Đức Chi đã tiến hành thuê máy bay quân sự của Nga bay sang Trung Quốc để chở hàng về. Rồi khi hạ cánh cũng hạ ở các cái sân bay quân sự để tránh thủ tục hải quan. Thậm chí Nguyễn Đức Chi thuê cả đoàn tàu hỏa để chở hàng, rồi đưa cả đoàn hàng trăm xe container vào rừng để tránh công an khi có động. Danh tiếng Nguyễn Đức Chi và DSL lên như dự liệu. Có ngày, Nguyễn Đức Chi và cộng sự có thể kiếm được vài trăm ngàn đô la. Và khi đó, bà con người Việt buôn bán nhỏ chỉ cần đếm đầu xe chợ Vòm, về chợ Vòm là nhận được thu nhập của công ty hải quan của Nguyễn Đức Chi là bao nhiêu. Theo đó, Nguyễn Đức Chi đi đầu trong việc khai thác khách Trung Quốc. Sau này, khách Trung Quốc có nhiều hơn cả bà con Việt Nam. Nhưng được biết Nguyễn Đức Chi sống và làm việc kiểu anh em quá, nên dù ông bạn Liêu có giúp đỡ rất nhiều trong việc làm ăn, thì vẫn làm ăn cảm tính, khác hẳn với Sơn Ca Rán mà chúng tôi kể dưới đây. Thưa quý vị, Sơn Ca Rán nổi trước cả Nguyễn Đức Chi, nhưng làm hải quan sau. Và ngay từ đầu, Sơn Ca Rán đã xác định xây dựng một cái tổ chức công việc rất bài bản, nhịp nhàng, chú trọng đến xây dựng đội ngũ, và đó là công ty TNM trên đã ra đời khá sớm và có chi nhánh ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố lớn bên Trung Quốc, kể cả các cái đầu mối ở nước Nga. Được biết thường đi sau Nguyễn Đức Chi là một người ít hơn mình một tuổi trong các chiêu trò làm hải quan. Sơn Ca Rán có khả năng hơn Chi ở việc duy trì một cái mối quan hệ tốt với đối tác người Nga và đặc biệt là khai thác tối đa các cơ hội có thể. Về độ liều của Nguyễn Đức Chi thì được đánh giá là tương đương với Sơn Ca Rán, tức là liều lắm, sẵn sàng nhận của khách vài trăm container khi mà hải quan đang tắt. Theo đó, Sơn Ca Rán cứ nhận rồi tìm cách gửi sau. Khách hàng đã chấp nhận gửi hàng qua công ty hải quan thì thường không phải là dân nghèo, không có tiền triệu đô thì chỉ ít họ cũng phải có vài trăm nghìn đô. Tuy vậy đã chọn bằng gửi vàng qua công ty hải quan để gửi rồi, thì khi ấy chủ hàng chỉ biết cầu trời cho hàng về kịp và an toàn là đủ. Thế nên nhiều lúc cái công ty của Sơn Ca Rán đã bị kiện không đòi được đền bù vì mất hàng ở bên Nga. Thì nhiều khách hàng về Việt Nam làm đơn kiện đích danh Sơn Ca Rán lên Bộ Công an, lôi cả báo chí quốc tế vào cuộc. Vậy mà Sơn Ca Rán đã dập được hết. Điều đó chứng tỏ cho thấy mấy anh em nhà Thảo, Hùng và Sơn Ca Rán đã có những cái quan hệ rất vững, hay nói một cái khác là quan hệ đã nảy sinh trong việc xử lý chính những cái vụ kiện tụng này. Thưa quý vị, liên quan tới vấn đề làm hải quan ở Nga tại thời điểm đó thì có một cái nhân vật đó là Nam Ngân, đó là một cổ đông của VPBank đời đầu. Sau khi về nước thì Tuấn Trợ
tức là chồng của đại biểu Quốc hội Nguyệt Hường. Ngoài việc tham gia VP Bank còn tham gia vào liên doanh taxi VIP, và Tuấn Trợ đã tự đầu tư một cái nhà máy giày dép khá lớn nằm ngay trong khuôn viên giày Thượng Đình, có lúc có số công nhân tới 7.000 người làm việc. Tuấn Trợ cũng định tận dụng cái đòn bẩy tài chính qua VP Bank, nhưng mà vì cái việc đấu đá nội bộ ngành ngân hàng quá khốc liệt, sau khi một số đàn anh của Tuấn Trợ, đó là tổng giám đốc và cổ đông, bị bắt tạm giam, thì Tuấn Trợ cũng ngấp nghé chân ở cửa ngục. Suốt ngày Tuấn Trợ bị gọi lên cơ quan công an để thẩm vấn. Nhưng thực ra người ta nói tiền của Tuấn Trợ ở trong ngân hàng thuộc loại tươi nhất nên thoát. Tuy vậy, những cái dự án mà Tuấn Trợ đầu tư lại thất bại. Cùng lúc đó thì có hai cổ đông của VP Bank đã bị bật bãi và quay sang chiến trường Nga. Đó là Tiến Kim Cương quay sang lập ốp Tô Di ở Mạng Tư Hòa và đã thành công. Còn Nam Ngân sang cùng mấy người bạn mở một cái công ty hải quan. Tuy nhiên, cái công ty hải quan mang tên NTK ra đời sau. Nhưng Nam Ngân là một người rất sáng tạo, một thời gần như độc chiếm đường đưa hàng từ Trung Quốc sang Nga qua cái vùng Hồ Duy Ngô Nhĩ và kiếm được một số tiền khủng cực nhanh. Sau đó cái công ty của Nam Ngân tiếp tục làm hải quan trong một cái thời gian dài, đặc biệt ở chỗ đầu tư bùa lại của quân đội Nga mấy chục tòa chở tên lửa, rất tiện cho việc chở hàng nhẹ nhưng cồng kềnh, và làm cho thậm chí yêu cầu đường sắt Nga thuê lại để chở hàng. Thưa quý vị, chuyện về chợ Vòm và những cái vấn đề liên quan đến bà con Việt Nam cũng như người Nga, kể cả lực lượng Trung Quốc buôn bán, thì có thể kể rất nhiều. Như theo tác giả, cái việc làm hải quan đã quá thâm thiế với những người từng trải. Theo tác giả chỉ nói lại như vậy cho ngắn gọn để cho những ai chưa biết về Nga và chợ Vòm. Thời đó, trên đường đi đến chợ Vòm, bạn đi bằng đường nào, bằng gì, kể cả ô tô riêng, xe khách liên tỉnh hay metro, bạn đều có thể bị công an Nga tóm, dù bạn có giấy tờ đầy đủ hay không. Họ sẽ lục soát lấy tất cả tiền nong mà bạn có trong người. Và nếu bạn chờ hàng hóa đến hoặc đi khỏi chợ Vòm, hàng hóa của bạn có thể bị cướp trắng bởi công an hay mafia, chẳng có thiếu lý do gì cả. Đó là lý do mỗi container ở chợ Vòm có giá thuê vài chục hay vài trăm ngàn đô la Mỹ, chưa kể đến tiền thuê hàng tháng vài ngàn phải trả cho chủ chợ. Đến mức mà người Việt Nam ở Nga thời điểm đó có một cái câu là: hãy nói cho tôi biết bạn có container ở giấy nào, số mấy, tôi sẽ biết bạn là giàu hay nghèo. Thậm chí, thưa quý vị, theo tác giả, nhiều lúc người ta không thể mang được tiền từ chợ về nhà, họ phải dùng tới một cái dịch vụ chuyển tiền chả khác nào mà gửi sang nước ngoài. Ở trong cái chợ Vòm vĩ đại ấy thì bạn có thể sống luôn ở đó, có đầy đủ các dịch vụ, có thể kiếm tiền rất tốt, nhưng bạn cũng có thể chết ngay tại chợ Vòm. Theo tác giả, riêng tôi trước đây tôi hay đến chợ Vòm để ăn. Có rất nhiều món hơi khó tìm ở Mạc Tư Hòa, ví dụ như mì lạnh kiểu Hàn Quốc, thậm chí cả tiết canh lợn họ cũng có. Cho tới năm 1996-1997, theo đó hải quan Nga lúc đó tắc tiền, tiền Nga thì lại mất giá. Đang sẵn tiền thì Nguyễn Đức Chi được mấy ông bạn rủ về Việt Nam đầu tư, và khoản đầu tư nhỏ nhất có vẻ thành công nhất, đó là Nguyễn Đức Chi đầu tư góp vốn cho nhà sĩ Phú Quang dựng ra một cái quán cà phê ca nhạc tạp kỹ Catina nằm trên đường Đồng Khởi, quận Nhất, thuộc loại quán xịn thời đó. Được mấy năm, phi vụ thứ hai là Nguyễn Đức Chi đã xây dựng một cái tòa nhà ở phố Ngọc Khánh, Hà Nội, có Cosmos Bowling ở tầng trên cùng. Thời đó có bowling là một cái vấn đề đang mốt và hút khách. Song Nguyễn Đức Chi đã liên doanh với quân đội đã thất bại não nề, và liên quan tới cái vấn đề quản lý kém cũng như ý tưởng kinh doanh tồi. Đó là lý do tại sao Nguyễn Đức Chi triển khai khu du lịch Rutschkan ở một cái vị trí đẹp nhất trên bãi biển Nha Trang Khánh Hòa, với sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Bộ Kế hoạch Đầu tư. Song con đường của Nguyễn Đức Chi bắt đầu thất bại. Trong khi đó, Sơn Cá Rán quay về Việt Nam và đi vào một con đường khác. Đó là Sơn Cá Rán và anh chị em đã đầu tư vào ngân hàng. Sơn Cá Rán đã bắt đầu xây dựng Mê Linh Plaza
một cái trung tâm buôn bán nội thất và vật liệu xây dựng tọa lạc trên đường Thăng Long Nội Bài với một quy mô rất đồ sộ so với thời điểm đó. Theo tác giả, thực ra cái mô hình này đã có ở các nước và tồn tại từ bao đời, nhưng mà ở Việt Nam thì quá mới. Có một cái thói quen mua sắm các mặt hàng ấy, đi gần họ chỉ cần ra Cát Linh hay Hàm Long là có thể mua được. Chưa kể trên những cái đường Cát Linh hay Hàm Long, nó có những cái nhà xưởng của các cái đại gia cũng rất quy mô bài bản. Nhưng theo ra, nó hoạt động thì eo uột nên nhiều người ban đầu nghi ngờ vào thành công của Mê Linh Plaza. Và trong cái thời gian khai trương mới, mấy năm đầu thì vắng khách, thậm chí không lấp đầy diện tích bán hàng. Nhưng thưa quý vị, thức lâu mới biết đêm dài, và anh em Sơn Cá Rán vẫn tiếp tục quảng cáo cho Mê Linh Plaza, cũng như đưa vào đời sống xây dựng khái niệm mới, đó là cửa sổ nhựa. Euro Window là một thứ các nước khác biết đến từ lâu, và hai thương hiệu mạnh này cho đến bây giờ ở Việt Nam theo tác giả vẫn còn chỗ đứng như thế nào trong đời sống, có biết bao nhiêu người bắt chiếc thì ai cũng thấy. Tuy vậy thưa quý vị, theo tác giả, sau năm 2000 thì những cái tin tức chấn động cho giới làm ăn ở Nga mà ít người để ý, đó là việc cái tập đoàn Sovico của hai vợ chồng Hùng và Thảo đã đàm phán, sau đó mấy năm họ mua thành công một cái đối tác nước ngoài có tên là Furama. Furama đó là một cái resort 5 sao duy nhất ở Việt Nam. Theo mô tả, nó nằm trên một cái bãi biển đẹp nhất hành tinh, đó là Đà Nẵng Hội An. Và việc làm này khác hẳn với việc Sovico đã làm ở Việt Nam trước kia, đó là từng nhập UAS về bán cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để kiếm lãi. Thưa quý vị, đó không chỉ là những cái vấn đề có tiền đầu tư, mà theo tác giả, đó chính là tầm nhìn nó xuất phát từ tài trí và cái sự liều lĩnh của các cái sinh viên một thời là những cái người du học ở Đông Âu, sau đó họ ở lại làm ăn. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV liên quan tới chủ đề tại sao các cái nhóm đại gia Đông Âu về Việt Nam đã nhanh chóng giàu to và hầu hết đã trở thành tỷ phú đô la. Họ đã làm giàu bằng cách nào? Xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi tới phút cuối và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Đề nghị quý vị có các cái chủ đề hoặc có những cái tin tức liên quan, quý vị hãy gửi cho chúng tôi. Cũng như quý vị có thể liên lạc trực tiếp với KTV thông qua hệ thống Messenger trên trang Facebook Việt Thành KTV và chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu của quý vị. Một lần nữa, Việt Thành và toàn thể ban biên tập xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.